Thưa quý vị, trong bối cảnh tại Việt Nam, biến thể phụ BA.4, BA.5 đã xâm nhập và ghi nhận các ca bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, Bộ Y tế đã đề xuất khuyến cáo V2K, nghĩa là sử dụng vaccine, khẩu trang, khử khuẩn trong phòng chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, thông điệp 5K vẫn được sử dụng nếu xuất hiện những biến chủng mới gây ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân. Tại phiên họp lần thứ 15 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng Ban Chỉ đạo, tiếp tục nhấn mạnh tinh thần tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác. Thủ tướng yêu cầu tiếp tục tổ chức triển khai nghiêm túc và hiệu quả Nghị quyết số 38 ngày 17 tháng 3 năm 2022 của Chính phủ về chương trình phòng chống dịch COVID-19, chủ động xây dựng và tập huấn với mọi tình huống có thể xảy ra, kể cả trường hợp dịch bệnh bùng phát trở lại. Tập trung đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine theo hướng dẫn của Bộ Y tế, bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả, nhất là với các đối tượng rủi ro cao như người cao tuổi, có bệnh nền, những người trên tuyến đầu, kể cả những người tham gia lĩnh vực giao thông vận tải, các dịch vụ thiết yếu, siêu thị, chợ, khu công nghiệp, với tinh thần đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người. Thủ tướng nêu rõ vẫn phải tiếp tục thực hiện 3 trụ cột phòng chống dịch là xét nghiệm, cách ly, điều trị. Phương châm 2K cộng vaccine, cộng thuốc, cộng điều trị, cộng công nghệ, cộng ý thức người dân và các biện pháp khác. 2K gồm khẩu trang và khử khuẩn. Bộ Y tế cần hướng dẫn cụ thể các địa điểm bắt buộc đeo khẩu trang, khử khuẩn. Đây là những bài học kinh nghiệm đã được tổng kết từ thực tiễn trong nước và thế giới.